Thưa quý vị, năm 2023 được đánh giá là năm kinh tế khó khăn, kéo theo đó là các ngành nghề dịch vụ bị giảm sút. Tuy nhiên, trong lĩnh vực làm đẹp vẫn ghi nhận sự tăng trưởng và nhiều thương hiệu làm đẹp vẫn tự vận động, chuyển đổi để bứt phá. Câu chuyện sau là một ví dụ. Tiamo Spa and Clinic là thương hiệu ra đời gần 10 năm nay. Mặc dù sau đại dịch COVID-19, đơn vị này cũng phải thu hẹp lại quy mô và số lượng cơ sở. Tuy nhiên, xác định tiềm năng và nhu cầu của khách hàng trong tương lai, nên đơn vị này vẫn chủ động nâng cấp công nghệ, sản phẩm dịch vụ để phục vụ khách hàng. Dermalogica là một thương hiệu đến từ Mỹ, hiện do Tiamo Spa and Clinic phân phối độc quyền tại Hà Nội. Tại khóa đào tạo và vinh danh các nhà phân phối tại Việt Nam, Tiamo Spa and Clinic được gọi tên ở vị trí số 2. Đây cũng là một phần thưởng xứng đáng dành cho ban lãnh đạo cũng như là toàn bộ cán bộ nhân viên của Tiamo và cũng là một hứa hẹn tương lai cho các khách hàng thương yêu của Tiamo sẽ đón nhận được rất là nhiều những cái dịch vụ cũng như những cái sản phẩm tốt nhất đến từ Dermalogica của Mỹ tại Việt Nam. Tiamo lựa chọn Dermalogica là đơn vị đồng hành để phục vụ các khách hàng của Tiamo. Đó là một sự lựa chọn đã có 10 năm của Tiamo dành cho Dermalogica. Và 10 năm qua thì không chỉ là hãng Dermalogica là một trong những cái hãng mà cập nhật rất nhiều các cái công nghệ cao cũng như là các phương pháp tân tiến để phục vụ cho khách hàng, mà khách hàng của Tiamo cũng như khách hàng tại Việt Nam cũng vô cùng hạnh phúc khi những cái kết quả mà khách hàng nhận được từ các cái điều trị đến từ Dermalogica và những cái kết quả đó được chứng minh bằng các cái con số. Tất cả cái giải thưởng mà các khách hàng nhận được ngày hôm nay đều là hoàn toàn xứng đáng. Tất cả những gì họ đầu tư trong suốt thời gian qua, từ là thời gian, công sức, nỗ lực để mà có thể đáp ứng những cái nhu cầu cho người tiêu dùng. Cái đó là một cái điều khẳng định được nhờ cái giải thưởng này. Thu nhập của tầng lớp trung lưu tại Việt Nam đang gia tăng kéo theo nhu cầu làm đẹp tăng cao, tạo cơ hội cho các thương hiệu thẩm mỹ, mỹ phẩm ra đời. Cụ thể, theo nghiên cứu của World Data Lab, Vương quốc Anh cho biết Việt Nam sẽ có thêm 23,2 triệu người thuộc tầng lớp trung lưu vào năm 2030. Theo tiêu chuẩn của tổ chức này, tầng lớp trung lưu là những hộ gia đình có mức chi tiêu bình quân đầu người từ 11 đến 110 đô la Mỹ một ngày. Từ đó, các công ty nghiên cứu thị trường dự kiến rằng đến năm 2024, thị trường làm đẹp và chăm sóc cá nhân nội địa sẽ có khoảng 2,8 tỷ đô la Mỹ. Nắm bắt xu hướng này, không chỉ Tiamo Spa and Clinic mà thị trường Việt Nam đã đón nhận thêm nhiều thương hiệu mới với công nghệ và chất lượng dịch vụ tốt.